Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì nếu bạn nào muốn có nhu cầu sử dụng Windows bản quyền, đây các bạn có thể thấy là ngày hôm nay mình đang sử dụng một cái máy tính Windows có bản quyền luôn, thì các bạn có thể tham khảo qua tại website keyshop.com. Đấy, tại website này thì các bạn có thể thấy là cái giá cho một cái Windows bản quyền rẻ nhất sẽ là 19 đô. Tuy nhiên là mình sẽ có một cái mã giảm giá khoảng 30% cho các bạn, nghĩa là chỉ có khoảng 13 đô là chúng ta đã có thể có Win bản quyền được rồi. Đấy, 13 đô thì chỉ có tương ứng với khoảng 300.000 đồng mà thôi. Đấy, mình nghĩ là con số đó là rất là rẻ. Thì các bạn có thể kích vào cái đường link mà mình đã để phía dưới phần ghi comment này nhá. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Huy Hoàng Nguyễn, bạn hỏi là: anh nghĩ sao về mở khóa bằng giọng nói và liệu tương lai có thể mở khóa điện thoại bằng chính ADN của vân tay mình thông qua một cảm biến đặc biệt ở trên điện thoại không? Thực ra là mình thấy là cái mở khóa bằng giọng nói là không phải là mới đâu, bởi vì trước kia là các hãng là họ cũng đã làm cái mở khóa bằng giọng nói rồi. Nếu mình nhớ không lầm, ở trên những cái sản phẩm LG ý, là họ đã từng làm cái này rồi. Ngày trước là mình có làm cái con LG G7 là nó đã có mở khóa bằng giọng nói rồi. Đấy, tuy nhiên là cái mở khóa đó thì mình thấy là nó không quá chuẩn xác đâu. Và nếu hai người mà có giọng nói tương đối giống nhau nhá thì vẫn có thể mở được. Còn tất nhiên cái đó thì mình nghĩ là nó chỉ mang tính chất tương đối thôi. Với cả nhỡ đâu trong lúc chúng ta nói chuyện với nhau có cái từ ở trong cái mở khóa giọng nói đấy thì điện thoại nó cũng sẽ mở khóa luôn. Và như thế thì mình cảm thấy nó tương đối là bất tiện. Đấy, mình nghĩ là bây giờ cái mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt hay là mở khóa bằng vân tay vẫn là cái mở khóa mà hợp lý nhất, và như thế nó cũng tiện. Tiện chúng ta thay vì việc chúng ta nói, chúng ta lại ấn như này có phải là nhanh không? Với cả nếu mà mở khóa bằng giọng nói thì có thể là người khác nó sẽ biết là mật khẩu chúng ta là gì. Đấy, kiểu như vậy. Rồi, còn mở khóa bằng ADN thì mình nghĩ là chắc là không đâu, vì chúng ta không nên làm phức tạp hóa cái vấn đề lên làm cái gì cả, đúng không ạ? Đấy thì mình nghĩ là chắc là sẽ không xảy ra cái điều này. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nào. Câu hỏi tiếp theo của bạn Phú An Khang Nguyễn, bạn hỏi là: chú Dê ơi, có điện thoại nào tầm 4 triệu mà chiến game tốt không? Cháu comment nhiều rồi mà chưa được trả lời. Nếu mà 4 triệu thì mình thấy là hàng chính hãng thì có thể lựa chọn mua Vsmart Aris với con chip Snapdragon 730. Đấy là cái sản phẩm mới tinh, hàng chính hãng mà có hiệu năng tương đối ổn. Còn dưới 4 triệu thì thực ra là chúng ta cũng không thể kỳ vọng được là một cái chiếc điện thoại hàng mới tinh có thể chơi game tốt được. Kể cả hàng sách tay thì chúng ta cũng có thể lựa chọn mua những con hiểu là Realme Q3i, nhưng mà nó cũng không phải là quá mạnh mẽ về cái việc chơi game đâu. Vậy nên là chúng ta sẽ phải nghiêng về những cái chiếc điện thoại hàng cũ. Và nếu mà 4 triệu mà là hàng cũ thì mình nghiêng nhất về LG G8, bởi vì LG G8 là chạy con chip Snapdragon 855. Con chip đó có thể chơi game rất là tốt ở trong cái tầm giá được. Và thêm nữa là màn hình 2K của nó cũng thể hiện cái hình ảnh rất là tốt khi chơi game. Và thêm nữa là cái bộ loa của nó nghe tương đối ổn nữa. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Sơn Lê Ngọc. Bạn hỏi là: em muốn lên Fold 3 nhưng có vẻ phần mềm và camera ẩn ở màn hình vẫn chưa ngon lắm. Theo anh bao giờ thì dòng Fold sẽ đáng mua, và xét về phần mềm và phần cứng, hay là chờ dòng Apple Fold ra thì mới đáng mua? Mong anh trả lời, chúc anh và gia đình mạnh khỏe, mong kênh anh sớm đạt triệu sắp. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Mình thì mình nghĩ là về tương lai thì chắc chắn là Apple sẽ phải ra màn hình gập thôi. Tại sao lại như thế? Bởi vì là họ không thể bảo thủ quá lâu được. Ngày trước ấy, khi mà Apple họ bảo thủ quá lâu với màn hình bé, khi mà kể cả đến iPhone 5, iPhone 5S họ vẫn để màn hình bé, trong khi đó thì Samsung họ đã chuyển sang màn hình lớn rất là lâu rồi. Nhưng mà Apple họ không thể bảo thủ như thế được và họ đã phải ra iPhone màn hình lớn. Thế đến bây giờ cũng vậy, khi mà mình nghĩ là tương lai cả màn hình gập chắc phải 3-4 năm nữa, vì cái chi phí sản xuất ra những cái điện thoại màn hình gập rất là cao, đúng không ạ? Mới từ năm ngoái thôi, mới 50 triệu một cái Z Fold 2, mới tầm khoảng 35 triệu một cái Z Flip. Nhưng năm nay đấy, chỉ tầm khoảng 30-40 triệu chúng ta đã có thể mua được bộ đôi đấy rồi. Nó đã rẻ đi rất là nhiều rồi, và như thế thì mình nghĩ là cũng sớm thôi. Apple Fold cũng sẽ, gọi là Apple Fold chắc là không phải tên đấy đâu, nhưng mà ý là Apple màn hình gập cũng sẽ sớm có thôi, trong khoảng vài năm nữa. Nhưng mà giá sẽ rất là cao, và mình nghĩ là chắc là chúng ta cũng không nên chờ đợi đâu. Riêng những sản phẩm Apple mà làm ra thì giá sẽ cao lắm. Còn đối với cả Fold 3 thì nếu bạn cảm thấy rằng là cái việc lên Fold 3 mà bạn vẫn quan tâm tới việc là camera của nó có đẹp hay không hay như thế nào đấy, thì mình nghĩ là chúng ta sẽ không nên lên Fold 3. Bởi vì sao? Bởi vì như thế mình nghĩ là Fold 3 nó sẽ không phù hợp với bạn. Fold 3 nó sẽ phù hợp đối với những người nào thích có những trải nghiệm mới thôi. Chứ còn bảo là về cái thực tế sử dụng ấy thì thậm chí mình nghĩ là không bằng một con Samsung Galaxy S21 Ultra phiên bản Snapdragon 888 đâu. Đấy, camera của nó không bằng, đúng không ạ?
cái màn hình của nó cũng không tiện dụng bằng ấn những thứ, cũng không thể nào mà sướng bằng được đâu. Và nó rất là to và dày, chúng ta cũng cần phải cân nhắc cái điều này. Còn nếu ta muốn thực sự muốn trải nghiệm mới hoàn toàn thì có thể mua một cái Fold 3 cũng được. Mình thì mình biết được là bạn bè mình có một số người người ta mua Fold 3, nhưng mà trước đó là người ta đã sử dụng một cái điện thoại khác song song cùng với cả Fold 3 rồi. Nghĩa là người ta mua thêm về, chứ cũng nhiều người người ta cũng không thích trải nghiệm duy nhất một cái điện thoại. Đấy. Những người đã có tiền mua Fold 3 thì có thể người ta có rất là nhiều điện thoại khác nữa rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Thanh Sơn Giang. Bạn hỏi là: cho mình hỏi nếu bạn có 32 triệu thì bạn sẽ mua iPhone 12 Pro Max 256GB hay là combo iPhone 12 128GB cộng với AirPods Pro cộng với Apple Watch SE. Mong bạn ra nhiều video hay cho anh em xem. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Với cá nhân mình thì mình sẽ lựa chọn cái combo thứ hai hơn. Mình lựa chọn cái thứ hai. Tại sao lại như thế? Bởi vì là giữa cái iPhone 12 với cả cái iPhone 12 Pro Max ấy, thì ví dụ như bạn đang hỏi là với mình nhá. Đấy, nếu mà là mình ấy, đấy, thì mình thấy là iPhone 12 là đủ dùng đối với mình rồi. Ví dụ như với iPhone 12 Pro Max thì nó to hơn, mình chẳng cần cái điều đó bởi vì mình giải trí toàn ở trên máy tính bảng, ở trên MacBook mà. Có bao giờ mình giải trí ở trên điện thoại bao giờ đâu, ít khi lắm. Vậy nên là mình sẽ mua iPhone 12, vừa bé hơn, cầm nắm nhẹ nhàng hơn, đỡ bị cấn tay hơn so với iPhone 12 Pro Max. Cái hiệu năng thì hai con này gần như là giống hệt nhau, khác tí RAM với cả ấy. Mình nghĩ là các bạn trải nghiệm một trong hai con này chỉ có trừ khi đặt cạnh nhau xong một speed test hay các kiểu thì nó mới thấy khác, chứ còn bình thường sử dụng là nó rất giống nhau về mặt hiệu năng luôn. Camera thì thực ra nó rất là nhiều những điểm tương đồng, có chăng là nó không có camera tele thế này thế nọ, nhưng mà mình không cần đến camera tele. Đấy. Rồi là pin, ok. Nếu mà mình sử dụng iPhone 12 là đủ dùng với mình rồi. iPhone 12 Pro Max pin có thể tốt hơn nhưng mình không cần đến điều đó. Tự nhiên mình tiết kiệm được tiền mà mình lại có thêm một cái tai nghe True Wireless, tự nhiên có thêm một cái Apple Watch. Apple Watch SE là đồng hồ đeo tay thông minh đáng mua nhất của Apple đấy, đáng mua ở trong cái tầm giá của nó sẽ xứng đáng với từng xu chúng ta bỏ ra. Còn đối với AirPods Pro thì tự nhiên chúng ta sẽ thêm được một cái tai nghe True Wireless nữa, tội gì đúng không nào. Có được cái này về sử dụng trọn bộ của Apple luôn, quá ngon luôn, đúng không ạ? Mình nghĩ là mình sẽ lựa chọn cái thứ hai. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nam Hiền. Bạn hỏi là: theo anh Dương, tầm 10 triệu thì mua được điện thoại gì, pin trâu, sạc nhanh, camera không quan trọng, chủ yếu là dùng xem phim YouTube, Facebook và chơi PUBG thôi ạ. Em phân vân giữa S20 FE, iPhone 10S Max và Realme GT. Mong anh Dương tư vấn. Em dùng Samsung được 5 năm rồi. Cảm ơn anh. Rồi. Ok. Như vậy là giữa ba cái sản phẩm này thì mình thấy là như sau này. Xem phim ý, thì thích nhất ở đây mình sẽ lựa chọn S20 FE. YouTube, Facebook về YouTube thì cả ba sản phẩm này đều ổn cả. Đấy. Nhưng mà chơi game ý, thì mình sẽ lựa chọn Realme GT vì đây là sản phẩm mình đánh giá là chơi game tốt nhất, là chip mạnh nhất, sạc cái thứ nó vô cùng nhanh luôn. Và ví dụ chơi game mà nó nhanh hết pin thì sạc, cắm sạc tí là được. Đấy. Vậy nên là với bản thân mình thì trong những cái này thì bạn sẽ cần phải cân nhắc xem là bạn cần cái gì hơn, cần cái nhu cầu nào hơn. Đấy, nhưng tuy nhiên là ở đây bạn có một cái comment đấy là bạn dùng Samsung được 5 năm rồi thì bạn có thể cân nhắc mua S20 FE cũng được vì đây là sản phẩm khá là toàn diện. Ví dụ bạn mua 10S Max thì có thể là nó sẽ thua kém hai sản phẩm trên về mặt cấu hình, hiệu năng với cả những cái trải nghiệm khác. Nếu mà bạn mua Realme GT thì có thể là nó sẽ ngại cái là nó là điện thoại Trung Quốc, thế này cái nọ, nó không có thương hiệu tốt bằng. Thế thì lựa chọn S20 FE sẽ là một sự lựa chọn cân bằng nhất, và đặc biệt nữa nó lại là một sản phẩm hàng chính hãng nữa. Đấy. Thì hiện tại là mình đang nghiêng nhiều hơn về cái S20 FE. Còn tuy nhiên nếu mà so sánh chi tiết cả ba sản phẩm này với nhau để cho những bạn khác cũng xem được nữa ấy, thì mình thấy là thiết kế mình sẽ lựa chọn iPhone 10S Max, màn hình thì sẽ là S20 FE, về mặt hiệu năng thì sẽ là Realme GT, về mặt camera thì mình nghĩ là mình sẽ lựa chọn Realme GT. Đấy, nhưng mà nếu mà camera về quay video với cả thu âm thì mình lại chọn iPhone 10S Max. Về mặt pin thì nếu mà xét chung cả pin và cả sạc siêu nhanh thì mình sẽ lựa chọn Realme GT. Đấy. Còn về thương hiệu thì rõ ràng rồi, iPhone sẽ là số 1 rồi. Đấy, mua đi bán lại dễ dàng, sửa chữa dễ dàng, nhiều linh kiện, nhiều phụ kiện đi kèm, đấy, kiểu như thế. Đấy, thì các bạn sẽ dựa vào những cái đấy để mà xem là chiếc điện thoại nào phù hợp nhất với bản thân nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Phù Điêu Hoa Văn. Bạn hỏi là: chào anh, cho em hỏi là 10 triệu mua máy gì dùng chơi game và chụp hình tốt, nghiêng về hàng thương hiệu nhé. Thực ra nếu mà 10 triệu này thì đầu tiên là mình đang nghiêng về chiếc Realme GT hoặc là Redmi K40 K40 Pro hoặc là một chiếc K40 game, một chiếc Black Shark 4 chứ. Chúng ta mua được Black Shark 4 rồi là để chơi game rất là tốt.
Nhưng mà chụp hình thì nếu mà tổng quan cái này thì sẽ là Realme GT, cả chụp hình cả chơi game. Tuy nhiên bạn lại nghiêng về thương hiệu, vậy nên là chúng ta sẽ bỏ qua luôn những sản phẩm điện thoại đến từ Trung Quốc đó, và chúng ta sẽ lựa chọn luôn Samsung hoặc là Apple đi, bởi vì ở Việt Nam bây giờ Samsung và Apple là hai cái hãng mà có thương hiệu tốt nhất. Như vậy thì nếu mà 10 triệu mà mua điện thoại Samsung, chúng ta sẽ mua Samsung Galaxy Note 10 Plus phiên bản chip Snapdragon 855 đấy, hoặc là chúng ta có thể mua một chiếc iPhone, nhưng mà iPhone đây chúng ta chỉ mua được iPhone 10R, chưa mua được iPhone 10S Max đâu, mua iPhone 10R hoặc iPhone 10S. Nhưng mà nếu mà chơi game sướng hơn thì sẽ là iPhone 10R, vì là nó có cái màn hình lớn hơn, cũng như là có cái pin trâu hơn đấy, thì các bạn có thể cân nhắc nếu mà chỉ chơi game. Còn nếu mà cả nghiêng cả về chụp hình nữa thì đấy, ví dụ như Note 10 Plus là cả chơi game cả chụp hình đều ổn, hay là nếu mà thế này thì nếu mà cả chụp hình nữa thì phải là iPhone 10S các bạn ạ, chứ không phải iPhone 10R đó. Rồi, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Câu hỏi đến với bạn Hayzo Gaming, bạn hỏi là anh làm tại nhà à? Chính xác, hiện tại là mình đang làm video tại nhà, vì các bạn biết rồi đấy, thời điểm này thì chúng ta cũng hạn chế ra đường thôi. Càng làm việc khép kín được ở nhà bao nhiêu thì càng tốt. Phía sau này mình thì nó là một cái phông xanh đấy, bạn dựng video hiển thị lên truyền hình luôn cho các bạn đấy. Còn nếu mà ở nhà mà khi mà bọn mình quay ấy, các bạn cảm thấy là cái chất lượng âm thanh hình ảnh của nó chưa tốt thì rất là mong các bạn thông cảm nhé. Các bạn góp ý gì thì có thể để lại thêm comment nhé. Rồi, và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.